Hello, hello, em xin chào các bác các anh lại quay trở lại với kênh của em, đó là giày Si Sài Gòn ạ. Các bác ơi, shop em hôm nay là về rất là nhiều mẫu giày tê mới, một số mẫu giày hiệu khá là nổi tiếng cho các bác lựa mang đi làm và đi chơi các bác nha. Rồi, mẫu đầu tiên em sẽ lên cho các bác đó là một em từ Montchap ha. Em này thì khá là độc lạ với một cái màu đó là kiểu như màu loang loang xanh xanh nha các bác. Không phải là màu đen ha, kiểu như màu xanh xanh xám các bác. Đó, thiết kế của em này là dòng Montchap 2 khóa ha. Màu xanh xám này rất là đẹp luôn, màu rất là độc ha. Dòng này dòng handmade hàng thủ công các bác nha. Đó, cho nên mà các bác thấy từng đường kim và từng bộ đế của em này này. Trời ơi, còn rất là xịn sò luôn ha. Đế này, trời ơi, dòng này mang biết chừng nào hư các bác ơi. Những em mà dòng hàng cao cấp như thế này thì từng cái đường kim mũi chỉ và từng cái chất da thì quá là ok rồi các bác ơi. Đó, dòng này hàng thủ công ha, đó, hàng đặt đó các bác, đó, đến từ thương hiệu khá là nổi tiếng của Ý này các bác, Made in Italy, đó, La Rue Mano, rất là xịn sò luôn ha, từng đường kim mũi chỉ các bác thấy không, quá tỉ mỉ luôn, và em này form dáng rất là gọn luôn nha, đó, rất là gọn luôn, màu này rất là độc luôn ha, kiểu như màu xanh xám nha các bác, không phải là màu đen, cũng không phải là màu xanh đen ha, rất là xịn sò luôn. Và bộ đế thì các bác thấy rồi đấy, một bộ đế da mà còn nguyên chữ này, là em này là chủ trước họ mang rất là cẩn thận, chưa có mang bao nhiêu luôn đấy. Đó, rất là xịn sò. Và em này có size chuẩn là size 41 các bác nha. Size 41 ạ. Bên trong của em thì cũng có dập thương hiệu và một lót da mã số mã code đầy đủ ha. Đây, size chuẩn là 41 mã code của em này đây. Rất là xịn sò luôn, bên trong cũng có dập thương hiệu của em này bên trong luôn ha. Size chuẩn của em là size 41. Em này form rất là thon gọn luôn này các bác. Lên quần tây hay đồ vest rất là sang trọng và lịch sự với em này luôn các bác ơi. Đó, một em dòng thủ công này thì mua mới không có rẻ đâu các bác. Ít nhất cũng 16 17 triệu em này rồi. Đó, không có rẻ nha. Đó, bác nào quan tâm mẫu hàng thủ công này thì cứ inbox em nha. Size 41 thon gọn nè. Đó, lên quần rất là sang luôn. Rồi, và mã số chốt hàng của em này đó là A140. A140 size 41. Và shop em đang tri ân với giá là 1.400.000 thôi. Quá đẹp và mới cho một em hàng đó, thủ công quá xịn sò luôn ha. Không hề có một chút lỗi lầm gì luôn đấy các bác. Đó, quá đẹp và đỉnh luôn. Em này thì bao bền bao chắc rồi các bác ơi. Đó, độ mới còn khá là cao, còn tem luôn này các bác. Đó. Bác nào quan tâm mẫu này thì cứ alo cho em nha. Mã số chốt hàng là A140 các bác nha. Size chuẩn 41. Đó. Rồi, tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em giày tây công sở nữa ha. Em này thì form của em này thì khá là thon gọn rồi. Form trơn đơn giản, bác nào mà không thích cầu kỳ hoa văn thì em này là ok ha. Và bộ đế của em này thì được thiết kế bằng một bộ đế da và đã có chống trơn sẵn rồi ha. Đó, em này đã được may jean rồi ha. Đó, rất là xịn sò luôn. Và size chuẩn của em là size 42 ạ. Bên trong của em thì cũng có dập thương hiệu logo bên trong đầy đủ ha. Quá xịn sò luôn các bác ơi. Đó, form dáng khá là thon gọn. Em này thì được sản xuất tại Romania nha các bác. Đây, bên trong đây, da rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Đó, dòng này thì bây giờ trên thị trường mua mới cũng tầm 6 đến 7 triệu rồi ha. Đó, em bán hàng Si thì các bác sẽ lợi rất là nhiều luôn. Rồi, và mã số chốt hàng của em này đó là A126 ạ. Size 42 và shop em đang bán với giá là 700.000 cho em này thôi. Đó, quá đẹp và mới luôn các bác nha. Đó, các bác lựa được mẫu này thì cứ alo cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em cũng được ha. Rồi, tiếp theo em sẽ lên cho các bác một em giày tây nữa ha. Em này cũng màu khá là độc ha. Màu kiểu cũng kiểu như màu xanh xăm xám nha các bác. Đó, dáng khá là thon gọn luôn ha. Form rất là thon gọn luôn. Đó, dòng này lên đồ rất là sang luôn ha. Màu rất là độc. Và em này thì đến từ thương hiệu cũng khá là nổi tiếng của Ý này các bác. Đó, hiệu nhưng mà dập dưới đế hơi mờ, em đọc không rõ. Nhưng mà dòng đế ra này thì quá xịn sò rồi ha. Chủ trước họ mang rất cẩn thận cho nên họ đã dán copy trước và sau luôn rồi. Ồ, em này đến từ thương hiệu khá là nổi tiếng của Ý này các bác. Bên trong có dập thương hiệu nè. Da lòng trong rất là đẹp và mềm luôn ha. Màu của em này kiểu như màu xanh xám ha. Rồi, và mã số chốt hàng của em này đó là A127 ạ. A127 size 42. Và shop em đang bán với giá là 700.000 thôi. Dáng rất gọn, da rất là mềm luôn các bác ơi. Một em đến từ Italia thì các bác biết đó là chất lượng da của hạt Ý thì rất là xịn sò rồi ha. Rồi, bác nào quan tâm mẫu này thì cứ alo trực tiếp cho em nha.
Rồi tiếp theo em sẽ lên cho các bác một em giày tay công sở nữa ha. Đó, một em giày tay công sở form của em này cũng khá là đơn giản nha. Thiết kế của em này là mặt trước của em nó là da bóng ha, da chỗ này là da hạt nè, khá là mềm luôn. Đó. Bộ đế của em này thì thiết kế được một bộ đế da cũng khá là xịn sò. Em này đến từ thương hiệu Boston, một thương hiệu khá là nổi tiếng của USA rồi các bác nhá. Khá là xịn sò cho em này luôn đấy, da rất là mềm. Bên trong của em thì cũng có dập thương hiệu Boston, đó khá là xịn sò của USA rồi ha. Và size chuẩn của em là size 41 các bác nhá. Size 41 và mã số chất hàng của em này đó là A129, size 41 và shop em đang bán với giá là 650k thôi. Bác nào quan tâm mẫu này thì cứ alo trực tiếp cho em nha. Rồi tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em giày tay công sở nữa ha. Em này thì đến từ thương hiệu khá là nổi tiếng của Ferragamo các bác nha. Form dáng của em này thì khá là thon gọn luôn ạ. Đây, bộ nhận diện của em nó thì ngay mặt tiền là cái chữ khóa Ferragamo rồi ha. Da em này thì kiểu như da bê nha các bác, rất là mềm luôn, láng mịn luôn, không hề có một chút lỗi lầm gì luôn ha. Form dáng rất là thon gọn. Bác nào nếu mà không thích để ngang to hay chiều dài quá dài thì em này thì lên chân khá là gọn này các bác. Đó, lên quần mình cảm thấy rất là gọn chân luôn ha. Đến từ thương hiệu Ferragamo của Ý rồi. Và bộ đế của em này thì được thiết kế bằng một bộ đế da đã có chống trơn sẵn rồi các bác ha. Size của em này thì cũng đẹp các bác ơi, size 39.5 thôi. Ferragamo, thông số đầy đủ nha các bác. Mã code đầy đủ cho các bác ha. Size chuẩn của em là size 39.5. Đó, một em Ferragamo này bây giờ mua mới trên thị trường cũng 23 đến 24 triệu rồi các bác nha. Đó, đến với em thì hàng si thì các bác có thể mua được rất là nhiều đôi rồi. Đó, thay vì mua hàng mới một đôi mấy chục triệu thì các bác có thể mua hàng si, mình có thể mang được 5-7 đôi mình thay đổi luôn. Rồi, tiếp tục em sẽ lên cho các bác mẫu tiếp theo nữa ha. Và mã xuất hàng của em này đó là A132. A132 size 39.5. Và shop em đang bán với giá là 2.300.000 thôi. Đó, chưa bằng 10% giá trị hàng mới của em này luôn đấy các bác. Đó, các bác mua mẫu này thì cứ nhắn tin qua Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho em cũng được ha. Mã số chất hàng là A132 các bác nha. Rồi, tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em siêu phẩm nữa ha. Khá là độc lạ của nhà Versace ha. Một em Versace khá là xịn sò luôn các bác ơi. Đó, Versace, một thương hiệu khá là xa xỉ rồi ha. Versace thì luôn luôn có những mẫu khá là độc lạ nha các bác. Đó, một cái logo mặt tiền của em nó nguyên cái chữ Versace to chà bá luôn này các bác. Đó, ngay cái mặt tiền nè là một cái hình mặt người nè, Versace ha. Màu của em này là màu trắng sữa ha, rất là xịn sò luôn. Đó, xung quanh của em này thì có những đính đá làm điểm nhấn đấy các bác. Còn viền thì của em này đã được khâu rất là chắc chắn rồi nha. Đó, cho nên mà các bác cứ mang thoải mái đi, không vấn đề lo vấn đề keo đế đâu. Đó, sau gót của em này cũng có dập thương hiệu Versace ha. Bộ đế thì đây cũng có dập chữ mặt người của em này luôn này. Đó, rất là xịn sò rồi. Một thương hiệu Versace khá là nổi tiếng của Ý rồi. Size chuẩn của em này là size lớn các bác nha. Bác nào mà chân 42.5 là ok ạ. Đây 42.5 nha. Bên trong cũng có dập Versace ha. Made in Italia. Đó, quá xịn sò cho em Versace này luôn đấy các bác. Da rất là mềm và dày dặn. Đó, dòng này mua mới thì loanh quanh cũng 20-21 triệu rồi các bác ơi. Cũng không có rẻ với em này đâu. Một thương hiệu cũng khá là xa xỉ rồi ha. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là A137 size 42.5. Và shop em tri ân với giá là 1.700.000 thôi. Đó, rất là rẻ luôn. Đó, bình thường mẫu này là em bán tại tiệm là 2.500.000 đến 2.700.000 cơ. Đó, em tri ân cho các bác 1.700.000 thôi. Bác nào quan tâm mẫu này thì cứ alo trực tiếp cho em nha. Đó, hàng hiệu mà độ mới cao mà giá như thế này là không có mấy đâu các bác. Em tri ân mới có giá này thôi. Chứ bình thường tại shop là em không có bán em này giá đó đâu. Rồi, tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em đến từ thương hiệu Ferragamo nữa ha. Đó, một em Ferragamo. Size của em này cũng khá là đẹp rồi. Đó, size 39 các bác ơi. Đó, size 39 thôi. Màu đen, form trơn, đơn giản các bác nha. Size 39 cực bé luôn. Form này rất là thon gọn luôn ha. Da rất là láng mịn luôn. Và bộ đế của em này thì hầu như còn rất là mới luôn. Đó, đã có chống trơn sẵn rồi. Ferragamo này, còn nguyên các bác nha. Size chuẩn của em là size 39 ạ. Và bên trong của em thì cũng có dập thương hiệu Ferragamo của Ý nè.
rất là xịn sò luôn ha. Dòng này thì mua mới thì loanh quanh cũng tầm 22-23 triệu rồi các bác ơi. Đó, hôm nay em có một em size siêu đẹp nè, size 39 thôi. Bác nào chân 39 cực bé thì cứ alo cho em nha. Tại vì em này 39 bé nhưng mà tại vì dáng nó thon đấy các bác, cho nên mà chân bề ngang thon thon nha. Nếu bác nào mà chân bề ngang tròn là em sợ kích thôi. Đó, form dáng khá là thon gọn luôn này các bác. Đó, size 39 siêu đẹp luôn. Bác nào quan tâm mẫu này thì alo cho em nha. Mã số chất hàng là A132, size 39 ạ. Và shop em đang bán với giá là 2.200.000 thôi. Đó, bằng 10% giá trị hàng mới thôi. Cho nên mà bác nào lựa được mẫu này thì cứ alo trực tiếp cho em nha. Đó. Rồi, tiếp tục em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo nữa ha. Một em giày tây công sở. Form của em này là kiểu như dạng bo chun khỏi với cột dây các bác nha. Form này khá là đơn giản thôi. Form trơn đơn giản, thiết kế điểm nhấn chỗ này là cái bo chun này các bác. Đó, các bác có thể co giãn thoải mái mình khỏi phải cột dây ha. Rất là tiện lợi luôn. Trời ơi, da này thì khá là dày rồi. Bộ đế thì kiểu như còn rất là mới, chưa mang mấy luôn nha các bác. Đó, đôi này thì chủ trước họ mang rất là cẩn thận. Đây, một thương hiệu khá là nổi tiếng này các bác, Valentino. Trời ơi, quá xịn sò luôn. Valentino, cái lót của em này cũng dập thương hiệu bên trong luôn ha. Made in Italia, quá xịn sò luôn. Đó, form này rất là đúng form, không cần xô chi cũng rất là đúng form rồi ha. Bộ đế thì nói chung còn rất là mới này các bác. Dáng này thì nó không phải là thon gọn nha, dáng hơi hầm hố nha. Bác nào thích dáng hầm hố mà đế cao chút xíu thì em này lên rất là tôn dáng luôn ha. Rồi, và mã số chất hàng của em này đó là A125. A125 size 40 trên 40.5. Và shop em đang bán với giá là 600.000 cho em Valentino này thôi. Đó, bác nào quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha. Rồi, tiếp tục em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo. Đó. Tiếp theo cũng một mẫu vừa giờ nhưng mà em này là màu vàng bò các bác nha. Một màu vàng bò mà em này thì size lớn ạ, size 43 nha. Bác nào chân 43 thì alo cho em ha. Vàng bò size 43. Bộ đế của em này thì trời ơi, một bộ đế da còn rất là mới nè, chưa mòn bấy nhiêu luôn nha các bác. Lớp bóng còn luôn ấy. Sau gót này, trời ơi còn nguyên luôn ấy. Em này chủ trước mang rất cẩn thận cho nên mà bộ đế còn rất là đẹp nha các bác. Bên trong của em thì cũng có dập thương hiệu bên trong này. Giờ ơi, dòng da khá là xịn sò luôn, da dày lắm các bác nha. Dày nhưng mà mềm ha, rất là mềm luôn. Rồi, và em này thì có size chuẩn là size 43 các bác nha. Size 43, màu vàng bò size 43. Và mã số chốt hàng của em này đó là A128 size 43. Và shop em đang bán với giá là 700.000 thôi. Bác nào quan tâm mẫu này thì cứ alo trực tiếp cho em nha. Rồi, tiếp tục em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo nữa ha. Ồ, em có một em Gucci các bác ơi. Một em Gucci màu trắng nha. Em này thì thiết kế của em là đế gồ ha, kiểu như là tôm dáng nè. Đó, bác nào mà thích cho chiều cao đôn lên chút xíu thì em này là ok ha. Em này là đôn được 5 phân luôn này các bác. Đế cao 5 phân luôn đấy. Em này đôn dáng lắm, dáng hầm hố nha. Đó, bác nào mà muốn đôn chiều cao thì em này là ok ha. Chứ còn nếu mà bác nào mà ốm ốm con ấy thì mang em này là em chỉ sợ là chân to hơn người. Đó. Form dáng của em này rất là đẹp luôn. Một em Gucci, trời ơi, mua mới loanh quanh mấy chục triệu luôn đấy các bác ơi. Đó, Gucci nè, sau gót bộ nhận diện của em nó là cái chữ Gucci to chà bá luôn. Đó, này sau gót này, còn rất là đẹp. Viền của em này đã được khâu zin rất là chắc chắn rồi nha. Đó, rất là xịn sò luôn ha. Bộ đế thì cũng còn rất là ok, chưa mòn bấy nhiêu đâu, mà chút xíu không đáng kể ha. Và em này thì size chuẩn là size 40 các bác nha. Bên trong cũng có dập chữ Gucci nè, màu trắng dập chìm bên trong nha các bác. Đó, quá đẹp cho một em Gucci luôn. Đó, mua mới cũng khá là chát rồi các bác ơi. Rồi, và mã số chốt hàng của em này đó là A135 size 40 ạ. Và shop em đang bán với giá là 2.700.000 cho em Gucci này thôi. Đó, bây giờ các bác mua em này mua mới cũng tầm 25-26 triệu rồi các bác nha. Đó, đến với em hàng si độ mới cao, em bán giá như này là các bác có thể mua được rất là nhiều em luôn nha. Ôi ơi, Gucci này cho chả bá luôn. Rồi, mã số chốt hàng là A135 các bác nha. Size chuẩn là 40 ạ. Rồi, tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em giày tây công sở nữa ha. Em này có màu vàng bò các bác ơi. Màu vàng bò nha, khá là thon gọn luôn. Form trơn. Đó.
da của em này thì rất là mềm nha. Và bộ đế của em này thì được thiết kế bằng một bộ đế da khâu rất là chắc chắn luôn. Bên trong của em thì cũng có dập thương hiệu và made in Italia. Đó, da rất là bóng loáng luôn này các bác. Nó màu này rất là sáng nha. Màu vàng bò thì lúc nào cũng sáng hơn màu nâu rồi nha. Đó, nhưng mà bác nào mà thích nha, nổi trội chút xíu thì mấy em này thì mình có thể lên quần jean, quần kaki ok ha. Rồi, và mã số chốt hàng của em này đó là A130, size 42, và suất em đang bán với giá là 600k thôi. Bác nào quan tâm mẫu này thì cứ alo trực tiếp cho em nha. Rồi, em xin cảm ơn các bác rất nhiều vì đã theo dõi video của em ngày hôm nay nha. Và em sẽ hẹn các bác vào video tiếp theo của em ha.